Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của tôi. Từ từ khoan, đừng tắt video này và kéo xuống cho một dislike. Thay vào đó hãy xem đến cuối video và cho tôi một like nào. Như ba thằng YouTuber khác, muốn nổi lên thì phải chơi Cat Mario. Thì bây giờ bắt đầu video luôn nhỉ. Tôi sẽ cố phá đảo ván 1 ở trong lần này. Theo như tôi nhận thức được thì kia là hai con quái vật, nó đang cười vào mặt tôi. Nhưng mà lỡ đâu nó là người tốt thì sao? Cho ôm cái nhẹ nào. Ôm thử nó xem. Cú ôm của mèo. Chưa gì vào game đã chết một mạng rồi. Tôi còn 4 mạng nữa. Thử cùng này xem. Nhìn nó tò mò quá. Chắc đây cũng chỉ là một trò Mario bình thường thôi nhỉ. Ăn cùng này thử xem. Cũng bình thường. Ăn thử con này xem. Thì một con quái vật khác. Tôi biết chắc chắn mình không thể động vào nó. Video mà không có nhạc thì hơi nhàm chán nhỉ. Từ từ để tôi cho thêm tí nhạc nhé. Nào vô, giờ tôi đi nhanh luôn này. Vậy là bây giờ tôi chỉ còn 2 mạng. Tôi đoán như mình không thể hoàn thành trong vòng 5 mạng thôi. Các bạn cũng phải để cho tôi làm video Cat Mario chứ. Tôi cũng hết game để chơi rồi, cũng hết ý tưởng luôn. Quên mất. Còn 1 mạng nữa. Đi nào. Yo. Video Cat Mario này nó sẽ là một video ức. Tôi chỉ cần đưa tay lên trên mắt phủi bụi và mở mắt ra thì đã thấy mấy anh da đen đứng đấy chờ tôi rồi đấy. Cày thế nhở. Âm 2 mạng. Tôi nghĩ chắc đây là một con game giải trí và rất tốt cho những bạn đang bị stress nhé. Nhưng mà từ lúc nãy giờ tôi không thấy nó giải trí một tí nào cả. Chắc là tôi chơi game không đúng cách rồi. Ở đây có một cái này. Tôi nhớ trong bản Mario bình thường là khi mình chui vào đây thì mình sẽ đi đường tắt đến gần đích luôn này. Chui vào thử xem. Cái gì vậy? Mình được đi du lịch trên mặt trăng à? Tôi chết rồi sao? Vậy là rút kinh nghiệm nha. Không được đi qua cái cổng này nữa. Ở đây có cái hố này, nhảy qua. Đúng vậy. Game này rất là giải trí. Tôi nhìn mặt cái con mèo kia là tôi đã thấy nó giải trí lắm rồi. Mỗi lần trên mà đi lại từ đầu thế này tôi cảm thấy tôi lười lắm. Nhưng mà không sao. Vì một cái clip tôi sẽ cố gắng. Nào nhanh. Cái hố này. Đấy, nhảy qua đơn giản. Kia có hai con quái vật kìa. Đấy, nó rơi xuống xem. Tôi khỏi đợi đi. Cây nấm đỏ. Tôi sẽ được boost sức mạnh. Tôi sẽ bắt đầu lại cuộc sống bằng cái nút quay lại này. Ok, rút kinh nghiệm nhé. Chết quên. Cái thế nhở. Tôi sẽ chơi con game này với một tinh thần giải trí là chính. Chơi game không tức giận nha. Nhảy qua này, đấy đơn giản. Ô, con kia định làm gì? Ở đây có một cái checkpoint và một cái ô hỏi chấm. Chắc chắn tôi sẽ ăn checkpoint trước rồi. Lỡ đâu tôi ăn hộp kia chết thì sao? Nào, ăn thử nào. Ui, nhiều tiền vậy. Cái này giàu to rồi. Ăn thử hộp này xem. Nó ở bên ngay cạnh cái checkpoint. Uầy, ông sao đeo kính. Cho cháu một điều ước nào, cháu ước. Tưởng đây là game giải trí mà tôi đã âm 15 mạng rồi. Rùa này. Tưởng gì. Thôi, chúng ta đi nào. Ôi dồi ôi, tôi tỉnh thế nhỉ. Xin nữa thì nghe. Và hình như con đường này. Ê, nhiều váng ghê. Ô, rơi xuống hố rồi. Âm hài lòng mạng. Tuyệt vời. Chúng ta hãy đi tiếp nào. Cố gắng vì sự nghiệp YouTube.
ở kia. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt cua qua này. Đấy, đơn giản. Ôi, chết giờ rồi. Cái thế nhờ. Nó giống y hệt cái cống lúc nãy. Cứu. Cứu. Ai cho tôi đi lại được y vừa rồi. Tôi đi sai, cho tôi đi lại. Không. Tôi chết thôi chứ mà làm sao nữa. Tôi đến đây rồi, giờ nhảy qua thôi. Đây là bậc thang này à? Tôi nhìn quen lắm, như chúng ta sắp chiến thắng rồi phải không? Đi thôi. Tại sao lại có bốn cái con kia rơi trên trời rơi xuống nhỉ? Lúc nãy tôi lỡ có nói là đây là một con game giải trí thì thôi, bây giờ các bạn hãy chuyển lời nói của tôi thành một cái lời nói nó gọi đây không phải một con game giải trí nữa rồi. Đây là một con game đập máy. Chơi từ lúc nãy giờ cũng cay lắm rồi đấy, nhưng mà tại sao chứ? Ok, chúng ta sắp về đến đích rồi, chỉ cần vượt qua đoạn này thôi. Làm sao để mà ok. Ok, qua rồi nhá. Tôi tua nhanh một phát là tôi qua rồi. Cột cờ ánh hào. Ok, chúng ta về đến đích rồi. Đi thôi. Ui giời ơi, ván một đúng rồi. Thì tôi vừa lỡ rơi xuống đây rồi, giờ thì làm sao đây? Làm sao bây giờ? Các bạn cứu tôi với. Thôi, kệ vậy. Tôi sẽ thử lại. Đây rồi, đây chính là cơ hội của tôi, nhảy qua nào. Sẽ không được nhỉ? Ok, chúng ta hãy thử lại lần nữa này. Lần này chắc chắn sẽ được. Và tôi vừa tua nhanh thì tôi đã thành công rồi nha. Thì ván 1 kết thúc rồi sao? Ôi ôi, đơn giản quá. Chúng ta được chuyển đi đâu đây? Cái này là cái gì? Tôi đâu rồi? Đây này, à đây. Con mèo của tôi đây rồi. Đi thôi. Ôi ôi, nó định làm gì? Được cống này làm gì đây? Vãi cả trưởng. Vâng, tôi lại chết, âm 50 mẹ. Thì tôi sẽ đi đường bên trên nào, đi thôi. Quên mất cái con kia. Lại nào, lại. Come on, let's go man. Nó bay qua nào, bay qua. Đấy, ra đi, đi thôi. Tôi mong nó không chuồn mình nữa. Ok, nó không. Thôi, video lần này cũng đã dài rồi, thôi tạm biệt các bạn và hẹn các bạn ở những cái clip lần sau.